Dạ vâng, hello. Hôm nay mình lại có mặt ở sân vận động trung tâm xã Phong Vân để cổ vũ cho các trận thi đấu vòng bán kết trong buổi sáng nay. Và bây giờ mình sẽ đi quay một vòng quanh sân đây, chia sẻ cho mọi người biết về hình ảnh các khán giả đến sân trung tâm của xã Phong Vân hôm nay để cổ vũ cho các đội thi đấu bán kết trong buổi sáng ngày hôm nay. Mọi người nhà, trong buổi sáng hôm nay sẽ diễn ra hai trận đấu. Hai trận đấu đầu tiên thì giữa các cầu thủ Phong Vân chủ nhà gặp các cầu thủ đến từ Phúc Minh. Và trận đấu thứ hai sẽ diễn ra trong ít phút nữa là các cầu thủ đến từ Cấm Sơn và Tân Sơn. Như vậy các cầu thủ của đội Phong Minh với lại Phong Vân đã kết thúc rồi mọi người nhé. Tỷ số chung cuộc đã giành chiến thắng. Các cầu thủ Phong Vân đã giành chiến thắng với tỷ số là 2-1 mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ quay chia sẻ cho mọi người, những khán giả vùng cao đã đến sân cổ vũ cho các trận thi đấu bóng đá mọi người nhé. Đây, khán giả đến sân cổ vũ cho bóng đá rất là đông mọi người nhé. Vâng, thời tiết hiện tại đang có một chút mưa mọi người nhé. Cấm Sơn hả? Rồi, xin chào nha. Và mình sẽ đi quay một vòng ở sân bóng này mọi người nhé. Khán giả đến sân rất là đông. Và trong ngày hôm nay và ngày mai thì tại sân vận động trung tâm xã Phong Vân này thì diễn ra các trận tranh 3-4 cũng như là vòng bán kết. Với lại ngày hội ngày 14 tháng Giêng ngày mai rất là đông. Vâng, xin mời kính mong các quý vị gần xa chúng ta cùng trở lại sân vận động Phong Vân này để cổ vũ bóng đá cho các đội cũng như là các lễ hội sẽ diễn ra vào trong ngày mai mọi người nhé, trong buổi tối hôm nay và ngày mai. Hả? Vâng, video này mình sẽ được đăng lên kênh Xuân Muộn TV của mình mọi người nhé, và mình rất mong mọi người sẽ ủng hộ kênh Xuân Muộn TV của mình. Vâng, đây rất nhiều khán giả xinh đẹp. Vâng, hôm nay buổi sáng nay trận bán kết thì rất nhiều khán giả nhiều nơi đã đến cổ vũ mọi người nhé. Có rất nhiều, đây là khán đài B thì cũng chật hết rồi. Vâng, ở đây những khán giả phía khán đài B mọi người nhá, rất đông. Vâng, hàng năm thì cứ vào những dịp tháng riêng như 2-3 năm trước thì không có dịch, có dịch bệnh thì không tổ chức, nhưng mà bắt đầu từ năm nay dịch bệnh tạm ổn lại tổ chức các hội tại Phong Vân đây. Mọi người đến chảy hội rất là đông ở đây mọi người nhá. Đặc biệt là ngày 14 tháng riêng rất nhiều du khách ở khắp nơi đã đến đây chảy hội cũng như là cùng thưởng thức những món thịt lợn quay rất là ngon mọi người nha, đặc sản của vùng cao. Vâng, đây khán giả rất đông này. Một vị khán giả xinh đẹp. Hả? Vâng, đây mọi người nhé, rất là đông này, mình sẽ quay một vòng đi nhanh một chút nhé. Hả? Ở kênh Xuân Muộn TV xem nhớ đăng ký ủng hộ kênh nhé. Vâng, đây mọi người nhá. Em vào sân sớm chào anh Xuân Muộn nhá. Rồi, cảm ơn nhá. Chào nhá. Năm mới chúc sức khỏe nhá. Vâng, khán giả rất là đông ở đây mọi người nhá. Tí về chưa đăng luôn video này. Tí về chưa đăng luôn video này. Đăng luôn đi. Đăng kinh đăng gì kinh đất. Đang bị ông đang gì đang.
Vâng, đây mình sẽ đi nhanh một chút nha, trận đấu đã sắp diễn ra rồi, mình đi nhanh một chút ở đây và mình chỉ đi quay để chia sẻ cho mọi người biết để khán giả ở đây thôi. Chào nhé. Rất nhiều khán giả ở đây mới nhá. Vào buổi chiều hôm nay thì đã thông báo rồi nhé mọi người, chiều hôm nay tối hôm nay thì diễn ra văn nghệ ở Phong Vân đây. Và trong buổi sáng ngày mai mọi người nhá, sáng ngày mai sẽ diễn ra, buổi sáng sẽ diễn ra trận thi đấu tranh 3-4, và buổi chiều tầm lúc 14 giờ thì sẽ diễn ra trận chung kết. Và các cầu thủ đội Phong Vân đã có một vé đầu tiên vào chơi trận chung kết nha, còn vé thứ hai dành cho hai đội Tân Sơn cũng như là đội Cấm Sơn. Vâng, khán giả hôm nay thì ngồi cả vào bên trong sân này nhé. Khán giả. Và khán giả vòng quanh sân trong ngày hôm nay thì đông hơn so với mọi hôm mọi người nhé. Đây có thể mình cái video mình sẽ quay để chia sẻ cho mọi người với hình ảnh khán giả đến sân cổ vũ thôi. Chào anh em nhá. Tân Sơn thắng hay là thế nào? Bảo Tân Sơn thắng đi. À đây à, vâng. À, xin được chúc mừng các anh em Tân Sơn nhé. Vâng, đây có rất là nhiều khán giả đây. Vâng, và phía đằng kia thì cũng ngồi chật kín hết rồi mọi người nhé. Mình sẽ đi một vòng từ đây sang bên sân bên kia mọi người nhé. Đi một vòng được rồi. Đây. Vệ sĩ đuổi rồi. Không làm được việc. Đây, khán giả này. Vâng, xin chào nhá. Năm mới chúc sức khỏe nhá. Xuân Muộn TV. Đúng rồi. Quay công cộng. Mình quay công cộng, nếu mà ai có ý kiến gì thì gặp riêng Xuân Muộn. Vậy đã quay hết trận bóng rồi. Vâng, ở đây mình sẽ đi một vòng ở ngoài này mọi người nhé. Và tí nữa mình sẽ đi quay cái trận thi đấu bán kết thứ hai của các cầu thủ Cấm Sơn với lại Tân Sơn mọi người nhé. Quay toàn anh em người đẹp đằng sau đây. Vâng, đây. Quay cả anh ơi, trong ơn cứ hết rồi. Hôm nay Tân Sơn thắng rồi. À, thắng rồi à? Rồi tí nữa biết kết quả nhá. 70 phút nữa biết. Và mình sẽ quay nhanh một chút ra đây rồi mình sẽ quay lại những hình ảnh diễn biến ở trên sân mọi người nhé. Mình sẽ diễn biến trên sân của các cầu thủ giới Cấm Sơn với lại Tân Sơn. Trận đấu đang sắp bắt đầu rồi.
Ở đây nhá, đây là bên này rất đông. Ê, vòng quanh sân mọi người xem nhá, toàn bộ vòng quanh sân đã chật kín hết khán giả rồi. Rồi, mình xin cảm ơn mọi người xem video clip của mình nhé. Mình sẽ dừng cái video mình tại đây đây. Và mình sẽ quay lại những cái diễn biến sẽ diễn ra trên sân.